Hi, xin chào các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay sẽ là một cái vlog đi trải nghiệm nước hoa. Và quan trọng là trải nghiệm nước hoa ở Hà Nội. Tại vì trước đây mình đã có một cái vlog trải nghiệm nước hoa tại Sài Gòn ở Ka Concept rồi. Và cũng rất nhiều bạn inbox cho mình hỏi là nên mua nước hoa ở đâu và trải nghiệm nước hoa ở đâu tại Hà Nội. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một nơi mà mình khá là ưng ý qua vài lần đến thử và mua mùi hương. Đó chính là Allen, và địa chỉ là số 27 Thái Phiên. Đó. Và người đồng hành của mình hôm nay là của em Minh. Minh ở đây. Hello, Minh chào mọi người đây. Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh, mình là bạn của anh Kiên. Và hôm nay thì mình và Minh sẽ cùng trải nghiệm về việc thử mùi hương tại đây. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu nha. Theo chân mình và Minh luôn. Đây, mọi người có thể nhìn thấy là ở đây có 4 khu rồi. Tầng 1, tầng 2 các thứ và Allen ở tầng 3. Và bây giờ chúng ta lên tầng 3 để trải nghiệm mùi hương nhá. Đây, vào đây. Đẹp lắm. Wow, đẹp lắm. Ngay khi các bạn bước vào, các bạn thấy bộ sưu tập mới của nhà Christian Louboutin. Và đằng sau đó là một chiếc đèn Baccarat cùng với chai nước hoa rất là nổi tiếng Baccarat 540 của nhà MFK. Và đây anh em phải đứng để thử ngay những cái mùi hương của một nhà nước hoa rất đắt đỏ này. Các bạn thấy rằng là thiết kế nó rất là đẹp, cái nắp này thì nó rất là nặng. Đây, và chúng ta có cả nến của 540, cả sữa tắm, kem dưỡng da đều của 540. Nếu như bạn nào thích thì các bạn có thể thử. Và phía đằng sau lưng mình thì đó là hai cái kệ nước hoa, gồm có những cái sản phẩm của nhà MFK như là Alaro cả hai phiên bản, rồi những cái phiên bản Aqua, rồi 540 cả hai phiên bản này. Ở dàn trên thì có Masculine này của nhà MFK, những phiên bản út yếc các thứ rất là đáng thử nghiệm. Ở kệ trên cùng này chúng ta có thể thấy những cái sản phẩm của nhà FM mà mình đã giới thiệu qua ở Ka Concept rồi, thì ở đây cũng đều có những cái tên rất là quen thuộc. Nói về Lilabo thì có lẽ Allen có lẽ là vô địch của Lilabo, khi mà ở đây có thể nói rằng là full line bộ thường của Lilabo tất cả những cái mùi hương. Chúng ta còn có một cái góc ngay sát cửa sổ view nhìn ra Vincom rất là đẹp. Ở đây thì họ bày những cái chai mà họ đã chiết hết lên đây để các bạn có thể đứng tự sướng chụp ảnh. Góc này mà chụp ảnh tự sướng thì hết tầm luôn. Đây là góc mà mình quay từ chỗ cửa sổ nhìn vào, trông rất là sang chảnh, là một không gian đáng để thử nghiệm nước hoa. Ngoài những cái sản phẩm thường của Lilabo ra thì ở Allen còn có vài mùi hương trong bộ City mà rất là khó để có thể mua được, và phải đến trực tiếp các thành phố hoặc là đến các store vào tháng 9 mới có thể mua được nha. Cuối cùng Minh và mình đã chọn ra những cái mùi hương để có thể mang ra bàn ngồi thử. Đây các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái chỗ ngồi thử nước hoa ở đây cũng rất là sang chảnh. Chậu xịt Alaro xem nào. Đây là một cái mùi mà kiểu ở Hà Nội tìm để mà ngửi rất là khó. Thì em ngoài lên Alaro thấy. Ôi, con này rượu lên rất là rõ nét nha. Rượu rõ nét đấy. Con này lên rượu hơi khác hai con kia. Lên rượu rất là rõ. Mình ngửi con Alaro nhỉ. Đây là Alaro bản Lon đúng không? Đây là bản cho nam. Bản cho nam ấy. Ôi, râu này ngửi khác hẳn râu cho nữ. Râu nữ nó mềm hẳn luôn. Anh để mũi sao thì anh sẽ ngửi hồng nhiều hơn. Nếu mà ngửi sát anh cảm thấy có một tí kem. Nó hơi kem kem nhầm. Cái kem, tức là cái mùi xanh nó ra cái vị hơi creamy một tí. Xịt bản nữ em à? Xịt cả bản nữ ấy hộ. Em có mà. Em cứ để đây, em xịt được. Để đây không nhớ, không lại tí quên hết mùi xịt gì. Đúng kiểu Ala Rose bản nữ kia là hồng baby cute dành cho nữ hơn đúng không? Nhưng mà hồng của bản nam này vẫn ok mà, nó vẫn mang cái vai. Hồng này là hồng tươi xanh á. Hồng tươi xanh. Đấy, người hồng của người hồng xanh. Bản nữ này khác hẳn luôn. Thấy mùi rõ màu xanh này. Xanh. Cái này còn hay khi anh đi kiểu phòng quất đấy. Nó anh gần nó khác hẳn lúc mà nó tỏa ra. Anh chưa ngửi mùi nào mùi này nó lúc đó. Airy thì không biết như nào, mà người gần thì anh thấy xanh, hồng xanh. Nay mình thử bản này ở bản này bản vừa mới ra mắt luôn.
Quán Alaro. Mọi người nên đến đây trải nghiệm nhá. Đây là một trong những cái mùi mới. Ở cái kệ trong cùng thì chúng ta có nhà nước hoa Jo Malone, một cái nhà nước hoa mà có thể nói rằng là đã khá là quen thuộc ở Việt Nam, mà ở đây có rất là nhiều những phiên bản khác nhau. Ở trên cùng có Replica, có Baedo. Đây là phiên bản đồ sơn limited này, rất là đẹp. Các sản phẩm khác của nhà Diptyque thì ở Allen cũng đều có để cho các bạn có thể trải nghiệm. Có cả Kết kiểu Kilian nha. Những cái mùi hương của Kilian thì ở Allen cũng có tương đối. Và sau đây thì mình sẽ nhường vị trí cho Minh để Minh có thể review nhanh cho các bạn những cái mùi hương ở Allen. Chào tất cả mọi người, mình là Minh. Hiện tại mình đang là admin của group Khách Sạn Việt Nam. Thì hôm nay mình đang có mặt tại Allen, những show nước hoa rất là nổi tiếng ở Hà Nội cũng như là Hồ Chí Minh. Thì đây là một cái không gian store của họ. Và đây họ trưng bày rất là nhiều những cái thương hiệu nước hoa mà mình cảm thấy là sẽ đi vào mũi của số lượng lớn người dân ở Việt Nam. Đến thì qua mình sẽ giới thiệu qua một chút là thì đây là thương hiệu Replica đến từ một cái fashion house rất là nổi tiếng Pháp, đây là Maison Margiela. Thì đây là một cái thương hiệu mình rất là thích và mình có một số những bài review trên group về một số cái mùi ở trong này rồi. Kế bên dưới là thương hiệu Jo Malone của một thương hiệu đến từ UK, đến từ Anh. Và đây là một cái thương hiệu mà làm rất là nhiều mùi dành cho thực ra là mùi là cả hai thương hiệu dùng được. Tuy nhiên là mùi sẽ thiên nữ một chút và nó sẽ luôn luôn tạo ra một cái vibe là kiểu tiểu thư bánh bèo, rồi là trong trẻ các thứ là mình nghĩ là các bạn gái sẽ rất là thích. Còn đây đây là cũng là Jo Malone mà đây là một số những cái phiên bản limited hoặc là một số những cái phiên bản collaboration với một số những cái thương hiệu khác. Ở bên dưới ở đây thì là một cái thương hiệu mà cũng rất là nổi tiếng, đó là Byredo. Thì Byredo ở đây thì Allen đã trưng bày rất nhiều cái sản phẩm bao gồm cả nước hoa và thậm chí là cả cái này là gì? Nên này là gì? Đây là xịt, đây là nước hoa dành cho tóc này. Đấy. Thì trong số những cái nhà này thì Park với cả Power Freak là một trong những mùi mà rất là nổi tiếng, hoặc là cũng như là Gypsy Water là rất là nổi tiếng ở Baredo. Thì sang đến đây thì đây là một những cái thương hiệu mà làm mưa làm gió ở Việt Nam, bởi vì các YouTuber về nước hoa ở Việt Nam cũng giới thiệu rất là nhiều về nhà Creed, và nổi tiếng nhất vẫn là cái mùi Aventus mà hiện tại đây đang không có Aventus. Nhưng mà có một cái fact mọi người có thể biết là trước khi Aventus nổi tiếng thì thực chất ấy, cái mùi mà làm nên tên tuổi Creed nó chính là Green Irish Creed, hay là người chơi viết tắt của nó là Cheat. Thì đây là một trong những mùi làm nên tên tuổi của Creed vào cái thời đầu tiên trước khi mà Aventus xóa ngôi của Cheat. Rồi, dưới đây thì chính là nhà Diptyque Pháp. Thì Diptyque thì mọi người cũng rất là nhiều YouTuber và reviewer của Việt Nam cũng nói qua về Diptyque rồi. Tuy nhiên thì họ tập trung vào hai cái mùi nổi tiếng nhất bởi vì họ mang tên của một địa danh của Việt Nam. Đấy chính là Tam Đảo Đồ Sơn. Thì đây là chai Đồ Sơn này. Chai Tam Đảo ở đâu nhỉ? Đây. Đồ Sơn và Tam Đảo. Đây là hai chai nước hoa nổi tiếng nhất của Diptyque tại Việt Nam. Vì những nhà pha chế ở đây đó là tên hai địa danh rất là nổi tiếng của Việt Nam, là tên hai mùi nước này. Ngoài ra thì trong Diptyque còn có rất nhiều cái mùi hay khác, ví dụ kiểu là mùi Olin là một cái mùi hoa nhài rất là hay, hay là mùi Mohelli, một cái mùi mà mùi nó mang thêm được xanh rất là mát, rất là dễ chịu. Ngoài ra ở Allen còn có những cái sản phẩm designer cao cấp như là Tom Ford, và có cả sách sủng các thứ về nước hoa mà các bạn này đến đây nói chuyện, đọc, tìm hiểu. Vừa rồi mình đã trải nghiệm các mùi hương ở Allen rồi, có những cái mùi hương rất là mới vừa mới ra mắt, và có những cái mùi hương thì cũng khá là lâu rồi nhưng bây giờ mình mới có dịp để thử. Tại vì có nhiều mùi hương thì không phải ở Việt Nam mà các bạn có thể dễ ngửi được. Và trong khi mình đang thẩm mùi hương cùng cô em Minh thì có Allen đã gửi một cái lời mời, đó là do mình đến đây quay video thì Allen có gửi một cái món quà nho nhỏ, đó là 100ml của nhà nước hoa Jo Malone, đó là Miss Nightmare Amber, một nằm trong bộ limited mới ra mắt của nhà Jo Malone này. Đây các bạn này nhìn thấy đó, và mình sẽ gửi cái phần quà này theo cái hình thức đó là sẽ chiết ra làm 10 ống 10ml để gửi cho các bạn. Và cái cách thức để nhận được cái phần quà này là các bạn hãy vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả và trả lời hai cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó chính là
ở trong video vừa rồi mình có nói đến một chai nước hoa mà mới ra mắt mà chỉ có Alan có, thì đó là chai nước hoa gì? Và câu hỏi thứ hai đó chính là hiện nay thì Alan có bao nhiêu cơ sở? Đó, thì rất là đơn giản thôi, các bạn hãy vào đó và bình luận, và 10 bạn trả lời đúng và sớm nhất thì Alan sẽ liên hệ trực tiếp với các bạn để trao cái phần thưởng này. Và nếu như bạn nào đang tìm kiếm một nơi mua nước hoa tại Hà Nội hay là muốn tìm một cái không gian để trải nghiệm mùi hương thì các bạn có thể đến Alan. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nhá. Và chắc chắn là sắp tới thì mình sẽ có nhiều video hơn hợp tác với Alan để review cho các bạn. Và các bạn muốn mình làm review mùi nào ở đây thì cũng bình luận ở bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.